đó là những đứa trẻ không có bố mẹ. Họ đầu tư thì đây giống như là trở thành bố mẹ của bọn trẻ. Cho nên sẽ nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Có thể chỉ quyết tâm bắt đầu của cô Cha Soyeon mà bọn trẻ đó có thể bị tổn thương. Anh ta cứ ra vẻ ta đi. Sao cứ mỗi lời nói ra lại cay nghiệt như vậy chứ? Thôi thôi, đơn từ gì, đi nhanh thôi. Chúng ta đi cùng, đội trưởng ơi. Đợi với.